tự nhiên xã hội hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài bệnh lao phổi. Chúng ta bắt đầu bài học nhé. Chúng ta cùng đến với hoạt động 1, tìm hiểu về bệnh lao phổi. Cô có 5 bức tranh sau. Đây là một cuộc hội thoại giữa bác sĩ và một bệnh nhân. Các bạn hãy quan sát 5 bức tranh này trong sách giáo khoa trang 12. Đọc lời thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân, rồi trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Người mắc bệnh lao phổi thường có các biểu hiện nào? Câu 2. Nguyên nhân gây ra bệnh lao phổi là gì? Câu 3. Bệnh lao phổi có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường nào? Câu 4. Bệnh lao phổi gây ra tác hại gì đối với sức khỏe người bệnh và những người xung quanh? Các bạn hãy bấm dừng màn hình trong 5 phút để suy nghĩ trả lời cho cô 4 câu hỏi này nhé. Bây giờ, các bạn kiểm tra lại xem mình đã trả lời các câu hỏi vừa rồi đã đúng và đầy đủ chưa nhé. Câu 1. Người mắc bệnh lao phổi thường có các biểu hiện nào? Biểu hiện của người mắc bệnh lao phổi đó là cảm thấy mệt mỏi, ho kéo dài, có thể ho ra máu, kém ăn, gầy đi và đổ mồ hôi đêm, sốt nhẹ về chiều hoặc đêm. Câu 2. Nguyên nhân gây ra bệnh lao phổi là gì? Đó là do vi khuẩn lao trong phổi người bệnh gây ra đấy các bạn. Câu 3. Bệnh lao phổi có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường nào? Bệnh lao phổi lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường hô hấp. Các bạn biết không, khi người đang mắc bệnh này ho, hắt hơi, khạc nhổ đờm hoặc nói chuyện, thì vi khuẩn lao sẽ phát tán và bám vào các hạt nước, hạt bụi nhỏ li ti trong không khí. Nếu người bình thường hít phải không khí có chứa vi khuẩn này, thì vi khuẩn lao sẽ xâm nhập và gây bệnh. Ngoài ra, vi khuẩn lao còn lây truyền khi dùng chung đồ dùng cá nhân hoặc các vật dụng ăn uống của người nhiễm bệnh. Câu 4. Bệnh lao phổi gây ra tác hại gì đối với sức khỏe người bệnh và những người xung quanh? Tác hại của bệnh lao phổi gây ra đó là làm suy giảm sức khỏe người bệnh, giảm khả năng lao động, nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hại đến tính mạng người bệnh. Làm tốn kém tiền của để chữa bệnh và có thể lây sang mọi người xung quanh nếu không giữ vệ sinh. Như vậy, các bạn đã biết được nguyên nhân và tác hại của bệnh lao phổi. Vậy làm thế nào để phòng bệnh này? Cô và các bạn sẽ bước sang hoạt động 2, cách đề phòng bệnh lao phổi. Các bạn quan sát tranh 6, 7, 8, 9, 10 và 11 trong sách giáo khoa trang 13 và cho cô biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm để phòng bệnh lao phổi. Các bạn hãy bấm dừng màn hình trong 5 phút để suy nghĩ cho cô xem việc nào nên làm, việc nào không nên làm để phòng bệnh lao phổi. Và hãy giải thích vì sao. Bây giờ cô mời các bạn xem đáp án. Tranh số 6. Bác sĩ đang tiêm phòng lao cho em bé. Đây là việc nên làm. Các bạn biết không, ngày nay không chỉ có thuốc chữa khỏi bệnh lao mà còn có thuốc tiêm phòng lao. Trẻ em được tiêm phòng lao có thể không bị mắc bệnh này trong suốt cuộc đời. Tranh số 7. Hút thuốc lá là việc không nên làm vì khói thuốc lá rất độc hại, có thể gây ung thư phế quản phổi đối với người hút và còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Tranh số 8, để nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn là môi trường cho các vi khuẩn sinh sôi và gây bệnh. Vì thế, việc làm này chúng ta không nên làm. Tranh số 9, dọn dẹp thường xuyên để nhà cửa thông thoáng, có ánh nắng là việc nên làm vì sẽ hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Tranh số 10, khạc nhổ bừa bãi là việc làm không nên vì sẽ gây ô nhiễm môi trường. Tranh số 11, chúng ta nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh, giúp chúng ta có sức chống bệnh tốt. Như vậy, trong bài học hôm nay, các bạn cần ghi nhớ cho cô các nội dung sau. Lao là một bệnh truyền nhiễm do một loại vi khuẩn gây ra. Ngày nay đã có thuốc chữa khỏi bệnh lao và thuốc phòng lao. Trẻ em được tiêm phòng lao có thể không bị mắc bệnh này trong suốt cuộc đời. Và các bạn hãy lưu ý cho cô, khi bị sốt, mệt mỏi, chúng ta phải nói với bố mẹ để được đưa đi khám bệnh kịp thời. Khi đến bác sĩ, chúng ta phải nói rõ mình cảm thấy trong người như thế nào, cơ thể có những biểu hiện gì để bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy ghi nhớ và nói với người thân, nguyên nhân, biểu hiện, đường lây truyền và cách đề phòng bệnh lao phổi nhé. Cũng như động viên người thân, bạn bè cùng thực hiện các việc nên làm, tránh các việc không nên làm để phòng tránh bệnh lao phổi. Và chuẩn bị cho cô bài tiếp theo, máu và cơ quan tuần hoàn. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau nhé.